Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình đang trên đường vào bản Bá Tong và bản Thầm Sú, một trong những bản làng xa xôi, hẻo lánh nhất của đồng bào Mông ở khu vực huyện Mường La của tỉnh Sơn La. Để đi vào được hai cái bản này thì phải vượt qua rất nhiều những cái quả đồi cao và dốc. Và những con đường ở đây thì như mọi người có thể thấy là hoàn toàn không có sự xuất hiện của bê tông hóa mà hầu như hoàn toàn là đường đất. Ngày hôm nay thì có lẽ là một trong những hành trình mà gian nan vất vả và xa xôi bậc nhất của mình cũng như là người bạn đồng hành Đình Vũ Vlog. Không biết đây có phải là cái con đường để đi vào phía bên trong Bá Tong nữa không? Trông nó rất là giống con đường đi lặn nương làm rẫy của bà con rồi ạ. Thực sự là những cái con đường mà ở trên cái khu vực này ấy, đường liên bản, giao thông liên bản ấy, toàn là đường xấu, đường đất. Rất ít có những cái con đường mà được làm đẹp, đổ bê tông. Có khi nào xe nó bốc đầu lên xuống nhá. Dọc đường đi vào phía trong thì tôi thấy đây bà con cũng canh tác rất là nhiều cây ngô, vì cái địa hình này nó cũng khá là dốc và có nhiều đá, là chắc là chỉ có cây ngô mới thích hợp để sống được và phát triển ở những cái vùng đất nó như thế này. Không biết là phía trong những cái bản xa xôi tận cùng này thì người dân người ta đi xuống chợ xong rồi là đi học, đi giao lưu kiểu gì. Đường thì trơ trọi đá sỏi. Đi sâu vào trong thêm một đoạn thì tôi thấy có một vài người đàn ông họ đang bẻ ngô. Cái ngô ở đây nó cao tốt thật đấy. Nếu mà Bá Tong đi cứ anh cứ đi thẳng đi. Bá Tong là đi thẳng. Vâng. Thế còn bản gì ấy nhỉ? Thẩm Sún thì đi đường nào? Vâng, anh cứ đi thẳng lên đi. Thẩm Sún đến Bá Tong cũng đều đi thẳng hết. Vâng, à. Thế nhà em ở đâu? Nhà em là ở dưới kia cơ, nhưng mà Nhà em lại ở dưới thị trấn này à? Vâng. À đây là mình đi làm nương này. Vâng, mình đi lên đây là nương chỗ mình. Ồ, thế cậu em này chắc không phải người Mông rồi, đúng không? Vâng, em là dân tộc Thái. Thái đúng không? Thì sâu vào trong này là người Mông à? Vâng. Anh cứ đi thẳng lên rồi. Khác nhiều trên địa phương, trên địa bàn ấy, có nhiều vùng. Cũng có nhiều nhà đúng không? Vâng. Nhưng mà cái đường đi khó quá nhỉ? Vâng. Khó thật đấy. Thế anh cảm ơn nhá. Vâng. Tôi phải hỏi lại đường thêm một lần nữa cho chắc mọi người ạ. Vì nhìn nó không giống đường đi cho lắm. Nó chỉ là một cái đường mòn thôi. Thế mà lại có những cái bản làng xa xôi tít ở phía trong như vậy. Còn đây là cái chiếc xe của cậu em này. Và cậu ấy còn có một cái chai xăng như này. À, hóa ra là cậu ấy phụ thêm một cái chai xăng ở đây. Có hai bình xăng à em? Đấy là nó chuyển qua vào bom rồi anh ạ. Đây xăng nó chuyển vào trực tiếp luôn. À. Không cần bình xăng nữa anh. Không cần bình xăng nữa mà em dùng luôn cái này à? Vâng. Là bình xăng à? Vâng, đúng rồi. Một chiếc xe rất là dã chiến để chở ngô. Đúng là chỉ có những cái chiếc xe máy như này thì mới đi được những cái địa hình ở đây mọi người ạ. Quá là khó khăn và vất vả. Cũng giống như những cái bản làng mà mình đã từng đi thì phía bên trong này cũng thấy có kéo được cái đường điện lưới, đường điện quốc gia. Thì như vậy cũng là rất là tốt so với những cái bản làng của người Mông mà mình đã từng đi qua rồi. Thì ở đây cũng gần nhà máy thủy điện nên là cái hạ tầng điện được ưu tiên cũng như là được hỗ trợ rất là tốt. Bây giờ thì hai anh em đã vào gần đến phía trong của bản rồi. Đã bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà. Chắc là mình cứ đi sâu một tí nữa đi nhỉ. Ở phía này thì có vẻ như là cái đời sống ở đây, đời sống tinh thần ấy cũng rất là tốt, vì có một cái sân bóng truyền
để chiều chiều nam thanh nữ tú ra chơi bóng. Chắc là ở đây đi nhỉ, dừng ở đây nhá. Ok. Ôi giời ơi, phía bên trong này còn quá là rộng này, bạt ngàn bao la đồi núi luôn. Và tôi thấy là có rất nhiều những người dân họ vẫn đang ở trên những cái thửa nương của họ, họ đang đi làm việc. Những ngôi nhà ở đây khá là im lìm, hầu như là đóng cửa. Ngày hôm nay là cuối tuần nhưng mà có vẻ như là cũng không có nhiều tiếng nói của các bạn nhỏ, các bạn thiếu nhi, trẻ con. Có thể là chúng nó cũng đi làm cùng bố mẹ chăng. Ở đây thì là bản Mông, nhưng mà những ngôi nhà ấy thì họ cũng làm những cái sàn lửng như này. Thì theo cái tìm hiểu thêm của tôi thì là ở đây người Mông họ cũng học theo phong cách làm nhà của người Thái, để ở trên nhà nó sạch sẽ hơn ấy. Có mình sẽ phân tách ra được sàn dưới mặt đất và sàn ở trên nhà đó. Nó có vẻ như đây cũng vừa là nhà và vừa là kho chứa ngô. Đúng rồi, thấy rất là nhiều ngô trong những cái nhà này, toàn ngô là ngô mọi người ạ. Ở đây thì tôi bắt gặp hai mẹ con đang đi đâu về. Cô đi đâu về đấy? À, cô? Hả? Cô đi đâu mà nhiều quẩy tấu thế này? Hả? Pau à? Chị Pau à? Cô gái này à? Chào em. Em ơi. Con gái cô mấy tuổi rồi? Em. Cho anh làm quen một tí. Biết là cô gái này có vẻ cũng hơi ngại, xem mà thấy da cũng khá là trắng. Ui. Em ơi, em. Em, anh ăn kẹo không? Anh cho kẹo này. Không ăn hả? Thế đứng lại anh nhờ tí. Em mấy tuổi rồi? Ôi bên này này, một người đàn ông đang vác những cái bao tải ngô để cho vào cái kho này. Mình thử xem nào. Một cái kho ở ngay giữa đường luôn. Và anh ấy phải bắc những cái cầu thang như này để đi lên. Em ra xem cái kho phát nhá. Vâng, lên đi. Vâng. À từ từ đã, phải làm quen cô gái này đã. Em. Em, thôi. Chị, cô là mẹ à? Cháu à? Thế à, anh bảo bạn ấy là kiểu cho em hỏi chuyện một tí được không? Bạn ấy cứ trốn. Em. Nào, bé ơi, anh không phải yêu quái, anh yêu em mà. Mai con nhân lấy chuối. Làm sao để lấy chuối nhầm bố xin sơn. Đúng rồi, yên tâm, bà bảo rồi, chụp hình không có đau. Khó để làm quen nhỉ. Bạn này mấy bao nhiêu tuổi rồi hả cô? Bao nhiêu ạ? 15 ạ. Nhưng mà rất là xấu hổ mọi người ạ. Cô ấy cứ trốn mình thôi. Có được đi học không? Bạn này này. Đi học lớp 6 quá. Học lớp 6 à? Này ra anh... Lớp 7 quá. Đấy bây giờ nhá. Bây giờ bà đi ra chỗ khác đi. Ngon đi bà. Bà đi ra chỗ khác đi. Để cháu hỏi thăm bạn ấy một tí. Ôi cẩn thận ngã, cẩn thận ngã. Tay. Ê, mất kìa. Anh không làm gì đâu. Đây rồi, bà đi. Đấy rồi, cô ấy trèo lên trên này. Mình cũng thử lên cùng xem nào. Đây là cái kho ngô của gia đình. Chào chú ạ. Cháu đi làm gì đây? Cháu đi chơi ạ. Cái chỗ này nó chênh vênh nhá mọi người này. Thậm chí là nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Ở phía bên trong này thì gia đình có một cái kho rất là nhiều ngô. Đấy là cháu của chú à? Bạn ấy sắp lấy chồng chưa? Chưa. Chưa à? Sao lại xấu hổ thế nhở? Dạ, chưa thấy người kinh ấy à? Thế, cháu thử vào cái kho ngô của chú nhá. À, mình cứ thử đi vào một tí xem nào. Một cái kho ngô rất là cao. Trong này cũng gió rất là mát và rất là nhiều ngô. Nhưng cái điều quan trọng nhất là cái cô gái này, cô vẫn trốn mình này. Mọi người cũng dễ tính như là làm sao để có thể
nhìn cận cảnh ở cái dung nhan của cô gái này nhỉ. Cháu, chú không làm gì cả, chú chỉ hỏi thăm một chút thôi. Ông có gả cô này về xuôi không? Không đi đâu. Lấy chồng ở đây thôi à? Không biết lấy ở đâu. Không biết lấy ở đâu ạ? Cũng không cho về xuôi lấy chồng đúng không? Không biết, tính là mà gì là mình xuôi nó không đi được. Mình xuôi không đi được đúng không ạ? Thì về cơ bản thì mình thấy rằng là những cô gái mới lớn người Mông ấy, họ rất là ngại, rất là hay xấu hổ. Đó. Cô bé có vẻ là hơi cáu rồi. Này, anh không làm gì cả. Anh không có làm gì em cả. Anh không làm gì em cả. Bạn ấy rất là ngại, bạn ấy trốn rất là kỹ luôn. Vừa nãy thì bạn ấy núp sau lưng bà, bây giờ thì núp sau lưng ông này. Nào, bỏ mũ ra nhá. Không. Sao? Không sao đâu mà. Không sao đâu à? Anh làm quen thôi, anh có làm gì em đâu. Hả? Không cho làm quen à? Thế là em có người yêu rồi đúng không? Có chứ. Có người yêu rồi à? Thế là không cho làm quen nữa à? Thế thôi anh không làm quen nữa. Không làm thì kệ nữa. Không làm thì kệ á? Thế bỏ mũ ra được không? Không đâu. Thế có làm quen nữa đâu. Không làm quen nữa mà. Bỏ mũ ra nhá. Anh không làm quen nữa mà. Thế em tên là gì? Không nói á? Khó tính nhờ. Thế thôi được rồi. Nói chung là mình cũng không muốn bạn ấy bực mình. Thôi anh chào em nhá. Bye bye nhá. Không làm quen nhau nữa nhá. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra để đi tiếp vào phía bên trong. Ui cái khó nó quá là tranh vênh và treo leo mọi người. Ui. Rồi tiếp tục đi vào phía bên trong thôi. Đây là một cái vườn cây đậu, một cái vườn đậu rất là xanh, và họ trồng những cái cây đậu cũng rất là đều ấy. Đó, chia từng ô rất là đều. Trên này thì thấy có tiếng người rồi. Em chào mọi người ạ. Mọi người đang làm gì đấy? Bẻ ngô à? Em dạ. Em đi chơi. Cho em chơi với. À đây, từ từ để em chơi với. Đây à. Cho em chở cái xe đấy á. Rồi rồi, để xem là mình xem cái xe chở ngô của những người đàn ông ở đây này. Trèo cái dốc mệt quá. Em ở đâu? Em ở dưới xuôi ạ, dưới Hà Nội ạ. Hà Nội á. Anh sẽ cho em cái xe này em chở đúng không? Ờ, đi xuống đường kia, đường thẳng kia, đường mà anh cho chú chở. Chở dốc này. Anh định cho em chở dốc này hay xuống đường thẳng kia? Xuống dưới kia chú chở, anh cho chú chở dưới đường đẹp kia. À, ôi dồi. Chắc là em không dám chở đâu. Đây là chiếc xe của anh ấy. Em chở ngô. Chở ngô. Nói chung là nó chả còn một cái bộ phận gì ngoài cái sắt với cả máy cả. Hai cái bao ngô này khoảng bao nhiêu? Cái này á, một bao này khoảng từ 50 cân đến 60 cân. Và anh đang chở 100 cân trên xe đúng không? Đó. Tôi thử xem là anh ấy sẽ đi xuống dốc như nào nào. Vì cái con dốc này mọi người này nó đâu có đường đâu, nó rất là nguy hiểm. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ông ấy trượt đi ấy. Trượt đi chứ đâu có phải là xe nó lăn bánh đâu. Đấy, đấy, đấy. Ui ui. Đấy, trượt đi, trượt đi. Ôi. Wow. Công nhận là tay lái của những người đàn ông đây giỏi thật. Đấy, đấy. 100 cân ngô. Ui ui ui. Ui ui ui. 100 cân ngô mà anh đi phăm phăm đấy nhở. Cái này là anh trượt nó xuống đúng không? Trượt đà xong rồi mình cố gắng giữ thăng bằng thôi đúng không? Bình thường mà. Bình thường à? Em thấy không bình thường một chút nào ấy. Ui giời. Chiếc xe có vẻ như là không nổ được máy. Xe này không biển số luôn. Xe này làm gì còn đăng ký nhỉ? Không, tên
À, xe này chạy ra phố thì người ta bắt luôn đấy chứ. Cho giao thông mà, lấy à, bắt là cho cảnh sát luôn à? Không lấy lại xe nữa. Không biết là nhà ông anh ở đâu. Nhà anh ở đâu? Anh ở chỗ này. Xa không? Gần đó mà, còn nhanh chưa? Ừ, nhưng mà bây giờ làm sao em đi cùng được? Nhảy lên đây. Nhảy lên nhá. Ừ. Ok ok, tôi sẽ đi chơi với ông anh một lúc. Bây giờ chiếc xe đang có tổng cái khối lượng là 100 này, 100 cân này, anh khoảng 70 cân, 170 cân và tôi khoảng 59 cân nữa thì sẽ là khoảng 230 kg. Bây giờ ai là anh giữ chắc nhá. Ờ đi chắc không nhá. Sợ. Bây giờ tôi sẽ trèo lên. Trên này bọn anh đi suốt. Trên này bọn anh đi suốt á. À. Nào để. Nào. Em giữ như này để nó không bị đổ nhá. Ừ. Được chưa? Đi được. Chưa. Ok nhá. Ui. Tôi ngồi quá là chênh vênh luôn mọi người. Và cái ngồi xe này cao. Cao. À. Cao lêu nghêu như là kiểu mình cưỡi voi ấy. À. Cái này mà xe anh nhìn đổ thì chắc là mình cũng không thể nào mà nhảy ra được mất. Chú mày cứ yên tâm vào, anh không để chú đổ xe được. Ờ yên tâm, em tin tưởng anh. Nhìn cái cách anh đi xuống dốc vừa nãy là em quá tin tưởng rồi. Tôi đang cưỡi trên một chú gọi là ngựa sắt. Đúng nghĩa luôn anh nhỉ. Không sợ, đi được hết. Đi được hết. Không biết là cái xe này nó có chế lại động cơ hay không nhưng mà có chứ, nó phải chế lại động cơ chứ. À. Anh nó mà không chế động cơ thì nó không khỏe như thế này được. À, thế anh chế như nào anh? Còn anh là chế cái bộ xích của nó, lắp cái nhông tải vào, lắp cái xích tải to vào đấy. Để nó kéo nó khỏe. Còn cái xích bé kia nó không đi được. Thì nghĩa là cái xe này nó sẽ không đi về tốc độ cao được. Đúng rồi. Mà nó chỉ đi chậm thôi. Xe này bọn anh chỉ để chở ngô các thứ thôi mà, có bao giờ đi ra phố này đâu. À, đi ra phố thì nó vừa xấu mà cũng không thể nào đi nhanh được. Nó vừa xấu với cả đi ra phố nó không đi được, với cả xe này bây giờ ai cho ra phố được. Nó cũng không có giấy tờ ấy nhỉ. Không. Tôi không biết là nhà anh có xa không nhưng mà nhà anh gần thôi mà. Gần à? Đây là bản Ba Tong đúng không anh? Hả? Anh là bản Ba Tong đúng không? Ờ bên này bản Ba Tong. Còn bọn anh ở bên bản nước kia khác. À anh ở một bản khác à? Ờ. Ồ thôi nha, cơ duyên đi thì đến được bản nào thì đến đấy mọi người. Bởi vì lên đến đây rồi thì cũng kiểu mất phương hướng rồi ấy. Cái tải ngô nó nghiêng mà tôi còn ngồi kiểu vẹo cả người thôi. Ngồi yên rồi nhá, không rơi đấy. Chắc là anh ấy, anh phải dừng một tí cho em ngồi lại một tí ấy, kiểu nó đã bị vẹo người ấy. Vẹo người à? Ừ, cái tải ngô nó nghiêng ấy. Đấy, rồi ok rồi. Thế chưa? À. Rồi. Đi. Ok, rồi. Xông lên. Nói chung là bởi vì cái con đường nó đi lại còn khó quá anh nhỉ. Nên là mình cũng phải sử dụng những cái chiếc xe như này. Nếu mà dùng những cái chiếc xe nó mới, nó đẹp quá thì nó sẽ rất là nhanh hỏng đúng không? Đường này đẹp rồi đấy. À đường này là đẹp rồi đấy à? Mùa này là mùa anh em đi bể ngô là sửa hết đường rồi, đẹp rồi đấy. Vâng. Nhưng mà nếu mà để đẹp hơn nữa là đến Tết là đẹp. Tết thì có đổ bê tông không? Có chứ. À, đường đang... này đang làm lên rồi. Nhưng mà cái đường từ dưới lên đấy. Ờ đấy. Là thị trấn từ xã Mường Bú lên. Từ xã Mường Bú lên đấy. Cũng có kế hoạch đổ bê tông à? Có. À thế thì cũng rất là đáng mừng rồi. Chứ như mọi người thấy là cái quãng đường vừa nãy mình đi lên ấy nó quá là kinh khủng luôn. Thế chung là ở trên này thì nó không theo cái gì rồi. À. Thiếu mấy cái đường xá là nó không được đẹp một tí thôi. À. Điện nước các thứ thì không thiếu gì rồi. À. Sóng điện thoại cũng có nhỉ? Hả? Sóng điện thoại thì sao? Có, ở trong chỗ bản anh là có cả mạng wifi mà. À, có cả wifi cả. Ờ. Ồ. Không biết là cái bản này còn những cái điều gì thú vị nữa không nhưng mà nghe anh kể là thấy thích rồi. Chú anh có cả wifi các thứ rồi. Ồ. Chuẩn bị đối đầu với một chiếc ô tô tải này. Ôi nguy hiểm thế. Ôi
con đường đất khi mà những chiếc xe tải nó đi qua, bụi bay lên này, cảm giác rất là rô mốt. Ê, chú thấy thế nào so ở trên vùng cao này với ở dưới Hà Nội thế nào? Thực ra thì để mà so sánh ấy, thì ở trên này được nhất là cái không khí rất là mát và trong lành. Cái thứ hai nữa là đồ ăn, thực phẩm ấy rất là sạch sẽ và ngon. Đó, cái thứ ba nữa là cái quan trọng nhất là người dân họ rất là hiền lành, thân thiện, đúng không anh? Đó, cái đấy là cái mà đáng quý nhất ở trên những cái vùng cao như này. Khi mà đi bản làng nào thì mình cũng nhận lại được sự chào đón cũng như là yêu thương của mọi người, người dân ấy. Nên là em thấy cái tình cảm ấy thì là trên này là nhiều hơn so với miền xuôi rất là nhiều. Đó. Đấy, ở trên này là đúng mùa này đang vào mùa dân trên này thu hoạch ngô. Vâng. Ngô này thì mọi người sẽ thu hoạch và bán cho phía bên dưới kia đúng không? Đúng rồi. Thì cái giá thành nó như nào anh? Giá ngô bây giờ là hiện tại bây giờ giá thị trường là nếu mà bán ngô bát ấy thì nó rơi vào tầm 1 cân là 6.000 rồi. Còn ngô hạt thì nó rơi vào 7-8.000 rồi đấy. 7-8.000. Thế thì nó là cây kinh tế chính ở cái khu vực này anh? Đấy. Thế chung là ngô với cả các thứ là kinh tế chính của khu vực trên này. Thì nhà anh thì năm nay dự là sẽ bán được khoảng bao nhiêu tấn ngô? Nhà anh năm nay nếu chung là để thu hết về thì mình đóng kho đấy, xong là đến mùa nó lên ngô nó lên giá đấy. Thì nó chắc cũng rơi vào tầm 20-30 tấn gì đấy. 20-30 tấn ngô hạt. Nếu mà nhân lên là có đủ tiền ăn chơi Tết rồi nhỉ? Có, đủ, mua sắm được rất nhiều thứ rồi nhỉ? Thôi thoải mái tiêu, không hết được. Đó, tiêu không hết tiền luôn. Hết chứ, tiền lúc nào mà chẳng hết. Nói chung là nếu mà đợt này lên mà cuối năm mà chú về đến Tết chú lại lên trên này rất vui. Đấy, lại vào đúng của bản anh này rất vui. Tết thì sẽ ăn Tết thì sẽ tổ chức những cái trò chơi hay là truyền thống này các thứ là vui lắm. Tết thì sẽ diễn ra vào khoảng thời gian nào anh? Nó cũng rơi vào kiểu Tết Nguyên Đán của anh mình ấy mà, ăn cùng nhau mà. Cũng giống như Tết của người Kinh nha. Đấy, đấy. Bởi vì bây giờ là nhiều con cái các thứ đi làm xa này với cả đi học thì cũng phải chờ đến cái ngày nghỉ đấy về thì mới tổ chức Tết được. Rồi thì, bây giờ mọi người đi làm ăn xa hết, Tết thì mới ùa về, trở về quê hương đấy, mang rất nhiều tiền về mua sắm và chơi Tết đó. Hồi bản đã mở ra trước mắt rồi đấy. Bản này là bản gì anh? Bản này bọn anh là bản có cốt. Có tất cả bao nhiêu hộ ạ? Đây nói chung là mấy năm nay trở về đây thì chắc gần 200 hộ rồi đấy. 200 hộ rồi. Nhìn thế thôi nhưng mà vào tích sau bên trong cũng nhiều nhà. Thế chủ yếu là người đồng bào Mông đúng không? Đúng rồi. Chỉ có người Mông thì mới ở những cái nơi xa xôi như này được nhỉ? vừa nãy là đi bộ từ dưới mùng 4 lên à? Ôi, em vừa kết hợp xe máy với cả đi bộ. Đoạn nào xấu thì đi bộ, đoạn nào dễ thì em lại ngồi xe máy. Chênh vênh trên những cái tải ngô. Bây giờ thì thế này bình thường, bọn anh trở quen rồi bình thường. Đôi khi đi vào những chỗ nó còn dốc hơn đây là nhiều. Vẫn chở 2 bao bình thường. Bởi vì những cái cam xe này là bây giờ mình có mình va chạm hay là ngã gì thì mình không sợ cái gì nữa. Chỉ cần mình nhảy qua cái xe là được. Sợ mình không nhảy qua cái xe là được thôi. Nó đè vào người thì mới sợ. Anh không đi đường này, em thấy hai cô gái. Anh có thể dừng cho em đợi một tí em được không? Hai cô chắc đi học về à? Trên đường vào thì tôi thấy có hai cô gái, không biết là có phải là đã bị thành niên chưa? Nhưng mà có vẻ như là đi đâu mất rồi, không thấy. Vừa nhìn thấy ở đây mà.
đi đâu mất rồi. À, nhìn là vào đây. À, đúng rồi. À, cháu chào chú ạ. Cháu vào nhà chơi một tí được không? Cháu vào nhà chơi một tí được không? Không à? Không được à? Không được à? À, có vẻ như là chú hơi cảnh giác với mình. Thế cháu cảm ơn ạ. Và theo như lời ông anh nói thì ở đây còn rất nhiều những cô gái khác nữa. Thì thôi, nếu mà ông chú ông không ông đề phòng mình thì mình sẽ đi cùng anh tiếp vậy. À đây này, chào em nhá, chào hai bạn. Anh hỏi thăm tí được không? Không biết là em ơi, thấy hai bạn này cũng rất là sành điệu này. Em một, ở đây anh hỏi thăm tí. Em ơi. Xấu hổ à? Không xấu hổ đâu, anh hỏi đường tí, anh hỏi nhờ tí. Ra đây. Vì chắc là những bạn này thì đi học thì mới nói được tiếng Kinh nhé. Em. Xấu hổ. Đây đây đây, anh nhờ tí thôi. Có vẻ xấu hổ. Đấy, cô. Bọn em học lớp mấy rồi? Bọn em không học nữa. À, không đi học nữa à? À, là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À em, thấy cô gái này còn nhuộm một cái mái tóc rất là sành điệu. Thế bọn em năm bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy? Mười bốn thôi hả? À. Em, áo trắng, anh nhờ tí, ra đây. Bước ra đây. Không sợ đâu. Bước ra đây, ra đây. Em. Nói chung là các bạn ấy cũng rất là ngại và xấu hổ. Thôi được rồi, chắc là không làm phiền các bạn nữa. Anh cảm ơn nhá. Rồi, cháu cảm ơn cô nhá. Rồi, cháu chú nhá. Ở đây bọn con gái có được đi học nhiều không anh? Có chứ. Thế à? Ừ. Có nhiều bạn học hết cấp 3 không ạ? Cấp 3 đại học các thứ có hết. À, có cả đại học à? Đây nhiều. Thế thì tốt quá. Đây, đi, lên không? Lên nhà anh còn xa không? Đây, kia ngay đây. Đi bộ vào được đi, không? Đi xe thôi nhỉ. Đi xe nhá. Đây nhiều đứa học cấp 3, cấp 2 đi học đại học các thứ, nó cũng đi làm công chức các thứ nhiều. Dân đây. Cũng chỉ thấy tứ. Em chào anh. Vui quá nhỉ. À, trời ơi. Có gì không? Bây giờ thì ê, đội này hôm nay là cùng nhau chở ngô cho nhà anh ấy. À thế ạ? À? Hôm nay là kiểu mình bẻ xong xong là bảo anh em, nhờ anh em cùng nhau mà chở nó nhanh ấy. À hôm nay là mấy người chở một lúc à? Bởi vì là mấy chục tấn cơ mà nhờ. Ui nhiều. Một mình anh chở làm sao hết. Đây là tất cả mọi người đang cùng chở cho nhà anh nhỉ? Mấy chục tấn thì một mình anh chở bao giờ cho xong? Ôi giời, nhanh không? À đây rồi à? Đây. Rồi. Ê, đến nhà anh rồi. Chú. Anh. Ôi giời. Để ôm cái dấu lò. Ôi giời. Đây này, nhà anh có rất nhiều ngô như này. Chỗ này phải mấy chục tấn rồi ấy nhỉ? Chưa hết đâu mà, còn nhiều. Còn nhiều à? Ừ. Trên này là, chị này là bà xã anh à? Không, bà xã bên cậu. Hôm nay ra đủ có rất nhiều những bạn nhỏ đang ngồi trên những cái tải ngô như này. Thì đây là một cái cây kinh tế chủ lực, cây kinh tế chính ở đây. Nhưng mà tôi ấn tượng hơn với cái ngôi nhà của anh. Một ngôi nhà của người Mông ở khu vực Mường Bú, Sơn La. Nhưng mà nó rất là đẹp và rất là cầu kỳ. Cái sàn thì được lát bằng đá gạch. Còn tường thì làm bằng gỗ và sơn rất là đẹp, rất là cầu kỳ. Bên trong cũng vậy. Thì tao là Mường Bú tôi. Có vẻ như rất là mát mẻ. Thế là anh ơi, ngày hôm nay tổng có khoảng bao nhiêu người giúp anh? Của anh á? Hôm nay phải 12, 13 người đấy. Thế có vẻ như là trưa nay anh sẽ phải nấu cơm và có mời chứ. Mọi người đúng không? Ở đây thì ăn cơm với anh luôn. Ngại quá. Đến cái đoạn ăn cơm mình rất là ngại. Nên, không biết là em có thể đóng góp thêm cái gì với anh không nhở? Thôi, nhà anh nấu cơm mà. À thế à? Ừ. Bây giờ thì chắc là mọi người đang nấu dưới này đúng không? Ừ. Mình thử xuống bếp xem nào. Thì đây là một ngôi nhà của đồng bào người Mông mà theo tôi cảm nhận thì rất là có điều kiện. À, em chào chị nhá.
Chị đang nấu món gì rồi? Nấu chưa à? À, chị là người Mông Trắng đúng không? Đúng rồi, cái trang phục này thì mình cũng đã dần dần quen hơn rồi. Này có một cái bếp như này. Và có vẻ như là chị đang luộc thịt đúng không? Một cái nồi thịt luộc này. Rất là ấn tượng và bất ngờ với gia đình của anh. Thì trông nó rất là hiện đại, sạch sẽ và đẹp. Phải nói là đẹp đấy mọi người ạ. Khá là bất ngờ. Mặc dù cái con đường nó đi vào đây rất là xấu. Đây một ly nước này. Anh đã làm kinh tế rất là tốt và xây dựng được một ngôi nhà gọi là lung linh, long lanh, đẹp. Tôi định đi bản Bá Tong mà bây giờ lại vào tận Bá Cốp rồi. Bá Cốp nhỉ anh nhỉ? Bó Cốp nó. Những cái tên rất khó để nhớ. Bây giờ thì trời vẫn còn sớm ấy. Vậy tạm biệt anh Trống, bây giờ mình sẽ đi sâu vào phía bên trong bản để tìm hiểu thêm về đời sống của mọi người ở đây. Tôi thấy người Mông đấy thì họ cũng làm nhà rất là gần nhau, san sát nhau luôn. Thì cảm giác như gần giống với người Thái ấy. Bởi vì ở đây thì họ sống chung với người Thái mà. Đó, thì bản người Thái ở dưới thì bản người Mông ở trên. Nên có thể như vậy nên cái phong cách nhà cửa cũng như là quy hoạch mọi thứ thì họ cũng có một chút gì đó tương đồng, giống nhau. Chỗ này có thể là ở giữa bản rồi chăng? Bởi vì thấy một cái bãi đất rất là rộng và những cậu bé đang... Cháu chơi trò gì đấy? Cháu chơi cho chú xem với. À, đánh cù à? Ồ, nào, chơi thử đi. Ờ, à, cái con cù bắt quay. Ui, ui, ui. Thế là con nào nó bị ngã không xoay nữa là con đấy thua à? À, thế là cháu vừa thắng rồi à? Ồ, cái trò này có vẻ là... Đây là một cái trò chơi rất là truyền thống ở vùng cao. Nhưng mà có vẻ như tôi thấy cũng rất nguy hiểm bởi vì các cháu ném những cái quả này ấy, rất dễ bay vào người khác. Nào, chơi phát nữa đi. Chạy đi đâu ơi? Mấy thằng vừa đi học về à? Nào, tiếp tục nào. Trò này thì Tết có lẽ là sẽ chơi đông hơn. Nhưng mà bọn này có vẻ như đón Tết hơi sớm. Nào, thằng kia vụt à? Ui, ui, từ từ. Ui, đấy. Nó bay rất là ghê. Và thằng này này. Thằng này á, rất có nguy cơ là đập vào. Thằng này thì cũng có một cái con quay nhỏ nhỏ như này thôi. Nhưng mà chắc là không được chơi cùng. Nào, làm thêm một trận nữa xem nào. Cái này thì thắng thua mình có được gì không? Hay chỉ đơn giản thế thôi đúng không? À, từ từ đã, ui dồi ôi, thằng kia lui ra, thằng bé kia kìa. Đấy. Ai mua lòng đi. Ồ. Lòng đi. Ở đây còn bán cả lòng. Ếch. Ai mua... Chú bán lòng à? Ừ, bán lòng ấy. Dừng lại. Đây, anh biết rồi anh ạ, con dâm này. À, dừng chỗ dâm dâm à? Ồ, mình đi bán lòng dạo à? Rồi, bán lòng dạo ấy. À, thì bán như nào? 7.000 nặng em ơi, nó quay gì thế? À, em quay phim. À, em sẽ mua, nhưng mà em muốn xem là trong này có những cái gì. Thế thì đây, anh chỉ có lòng dồi thôi em ơi. Có mỗi lòng dồi đấy à? Ừ. Không có những cái bộ phận khác à? Không em ơi. Thế à? Ừ. Chắc là mình sẽ mua khoảng... Một cân sẽ là... 70.000 à? Ừ. Một cân không biết có nhiều nhỉ, bởi vì nhà anh Trống vừa nãy có khoảng 12 người. À, thôi, mình cứ mua một cân lòng để góp với mọi người đi. Thế anh cho em một cân lòng đi. Xanh anh cái túi tí được không? Thế cái này cũng là... Bên nước canh thôi. Nước canh lòng à? Ừ. Thế à. Em ở chỗ đâu có xuống đây? Em ở Hà Nội ạ. À, thế. Bây giờ thì tôi sẽ mua một cân lòng của một ông anh đi bán lòng dạo. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh ở ngoài Trường Sung em ơi. À, cũng xa ở đây đúng không? Ồ, cái mét lòng này. Đây gọi là 1 mét lòng luôn. Đấy. Ui, rất là thơm. Ui, anh lại cho tôi thêm 1 mét nữa. Đây là tôi có 2 mét lòng. Cân thử đi, cân bao nhiêu em lấy hết luôn. Đó. Em ơi, 80.000 80.000 à? Ok. Có ăn nước canh không? À, cho em thành một cái túi nữa đi. Cầm này này thấy thêm. À, lồng cho em một túi đi. Chắc là không lấy nước đâu. Ừ. Cái lòng này thì cái này chắc là lợn bản lợn ngon đấy đúng không? Ngon em ơi, cứ ăn thử luôn. Đám Trống chứ vẫn hay lấy mà. À anh cũng biết anh Trống à? Biết là trưởng bản chứ, anh bán suốt ở đây mà. À thế à? Rồi. Thế nếu mà anh gặp anh Trống thì bảo anh ấy đừng mua nữa nhá. Okay. Em mua rồi. Tôi không nghĩ là lại có những cái xe đi bán lòng dạo như này đâu mọi người ạ. Thực sự rất là đáng yêu. Rồi bây giờ sẽ mắc vào đây để lấy tiền gửi anh nhá. Và theo như lời anh thì có vẻ như là
ở đây là cuối của bản rồi. Thôi tôi cứ thử đi thêm một đoạn nữa xem mà có cái điều gì thú vị không. Nói chung là những cái bản làng người Mông ở khu vực này, bản nào tôi đi, mặc dù cái đường nó rất là khó, thậm chí là nó còn không giống cái đường cơ, nhưng mà điện thì lúc nào cũng lên đến tận nơi luôn. Đó, có điện thì bà con cũng sẽ tiếp cận được rất nhiều những thứ văn minh hiện đại, tivi, tủ lạnh, đó, thậm chí là nhà anh trống, anh còn có cả mạng internet, kéo cả mạng wifi luôn. Thanh niên cầm 2 mét lòng đi quanh làng, xấu hổ. Đây thì thấy một cậu em cũng vừa đi chở ngô về, và thấy có 2 cô thiếu nữ đang ăn kem. Ô nhưng mà xấu hổ che ô đi rồi. 2 bạn nhỏ chứ không phải là thiếu nữ. Xấu hổ chú à? Ôi trời ơi. Chào em Sang nhá. Chào em. Em chở ngô à? À đi chở ngô à? À, chở sắp xong chưa? Thế nhà mình là nhà nào? Nhà ở cơ mà. Nhà để ở chứ. Là nhà này á? Không phải lán cơ mà. Đây là lán để chở, để chứa ngô rồi đúng không? Còn đây là nhà ở á? Là em ở nhà này à? Thế còn cậu em này là như nào? Bây giờ em đi chở tiếp à? Một chàng trai rất là lạnh lùng. Thấy cậu em này, trông cũng rất là gầy gò. Em, nhà em ở đây à? Hả? Em biết anh hỏi gì không? Có hiểu anh đang nói không? Không à? Có vẻ như cậu bé này không biết tiếng Kinh. Có biết tí tiếng Kinh nào không? Tiếng phổ thông ấy. Hả? Thế có được đi lớp học không? Đi học ấy. Đừng sợ, đừng ngại anh, cứ trả lời thật thế nào. Biết tiếng Kinh đúng không? Biết. Chipo à? Chipo à? Chipo à? Chipo rồi. Và em nhỏ này à, mắt rất là sáng. Mũi hơi thò lò một chút. Không biết là đây có phải nhà của cậu em hay không, nhưng mà nếu mà là một ngôi nhà thì có vẻ cũng chưa được có điều kiện như những gia đình khác ở cái khu vực này. Và có vẻ như cũng khóa cửa rồi. Khóa cửa rồi mọi người ạ. Trong nhà thì cũng không có nhiều cái đồ đạc gì lắm, rất nhiều chăn màn. Thế chắc là nhà của cậu em rồi, đã khóa cửa. Ôi, thì nói chung là trước cửa nhà thì có một chú mèo. Ôi, sao mà mày gầy gò này? Chắc không, chưa bao giờ được ăn thịt mất. Ôi, con mèo nó gầy gò quá mọi người ạ. Trông rất là đáng thương này. Ôi dồi ôi, nó kêu không ra tiếng cơ. Này, tao cho miếng thịt này. Đó. Ăn đi. Chắc là lâu lắm rồi không được ăn thịt mất. Con mèo nó gầy dơ xương luôn này. Chắc là chủ nó cũng không có gì ăn ấy, thì nó mới gầy đến mức độ như này. Tôi sẽ cho nó thêm một cái miếng to hơn này. Miếng lòng to hơn này. Đấy, mềm nó ăn được. Này, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi cho có một tí thịt nhá. Gầy quá thì mất. Chắc là đây chính là ngôi nhà của chú mèo. Đó, thì chủ không có gì ăn thì mèo nó cũng phải gầy như thế này. Ăn đi, ăn đi. Ăn thịt đi nhá. À đây rồi. Ôi. Oh, một cái kho ngô rất là to. Úi dồi ôi, nhiều ngô thế. Này, chú cho em bé này. Đấy. Bóc cho nó. Bóc đi. Bóc cho nó ăn đi, không nó đói. Giờ cũng muộn rồi. Ồ, trên này này. Một kho ngô rất là nhiều luôn, rất là to luôn. Và hai anh em thì đang ngồi trên một đống ngô luôn. Đấy, cô bé ngồi trên một đống ngô. Đấy. Ăn đi. Bánh mì đấy. Bánh mì sẽ no hơn là kẹo đấy. Ăn đi. Em cũng ăn đi. Không ăn à? Cái kho ngô này sẽ là cái kinh tế chính và
từ đây thì nó sẽ quy ra tiền đấy mọi người, và gia đình sẽ có thêm kinh tế để làm những cái công việc khác, ít nhất là trang trải thêm cho cuộc sống. em bé ăn đi ăn đi, rồi để chú chào hai đứa nhá. Rồi. Ôi, một cái chiếc ô tô tải đang bò lên trên con dốc, và có những cái người đàn ông họ còn ngồi ở trên nóc xe trông chênh như này này, và cái xe chở được rất là nhiều ngô. Em chào mọi người nhá. Chào mọi người. Ai cũng tươi vui đó. Mình cảm nhận như là nụ cười của lao động ấy, nụ cười mà chuẩn bị có thêm rất nhiều tiền ấy, nên mọi người rất là tươi đó. Và cũng một điều nữa là mọi người trên này cũng khá là thân thiện, hòa đồng đó, gặp người lạ như mình họ cũng không có đề phòng nhiều lắm, cười rất là tươi, rất là vui. Xem nào, tôi thấy có một cái tôi cũng thấy rất là lạ, hình như là một cái quán cóc thì phải. Ấy. Ấy. Chắc là anh phải đuổi nó vào trong nhà đấy. À, ở đây là một cái sạp bánh kẹo. Ồ, hóa ra là mọi người bán bánh kẹo à anh? Em cứ tưởng là cái chỗ để chơi cơ. Này vợ làm soi xong là vợ bán anh ạ. À, xem nào, ở đây có bán những cái đồ bánh kẹo cho trẻ con nhỉ? Không biết là mình có mua ủng hộ được cái gì không? Bởi vì mua ở đây ấy thì còn sợ hết của các cháu ấy, bởi vì là rất khó để vận chuyển lên đây. Đây là chị là chủ quán à? Vâng ạ. Oh. Sau này chắc là mình sẽ làm một cái cửa hàng to hơn ấy nhỉ? Còn hiện tại thì nó chưa có điều kiện, nó đơn sơ thế này thôi, nhưng mà cũng có trẻ con hay ăn lắm. À, trẻ con hay mua lắm à? Vâng. Nếu mà em mua thì có mua hết của chúng nó không? Sợ kiểu nó ra lại chả có gì mua nữa ấy. Không hết được. Không hết được à? Vâng. À, thế thôi được rồi. À, con thấy cái này lạ à? Đây đây đây, chú cho con nhìn, thấy con ở trong đấy không? Có. Thấy à? Đó. Chụp ảnh nhá. Thôi, mua ủng hộ anh chị một chút vậy. Vâng. Cái quán rất là đáng yêu. Kẹo nào? À, cho em cái kẹo này đi. À, cả cái kẹo này đi. Đó. Thì ở cái khu vực này còn có hàng quán để mua bánh kẹo chứ, nhiều nơi mình đi còn không có. Ở xuống dưới kia có 4 quán. Và còn nhiều nơi còn không có hàng quán để mình mua cơ. Cho em một cái túi nhá. Rồi, mua ủng hộ anh chị một chút, bởi vì thấy cái cửa hàng nó rất là đáng yêu. Đó. Mọi người, sao lại có tiền ở đây? Tiền này để làm gì anh? À, cái đây là kẹo người ta trẻ con để ăn trúng thưởng cái tiền đấy. Trong những cái số này. À. Đâu thế cái kẹo nào là để trúng thưởng à? Đây này. Đây. Ăn xong rồi mình bao một cái này là so số này xem trúng cái nào. Ồ, thế cái này là bọn trẻ con mê lắm ấy nhỉ. Vâng. Thế cái kẹo này bao tiền một cái? 1.000 một cái. 1.000 một cái. Vâng. Ôi giời. 2.000 hai cái à? À đúng rồi. Đây là cái trò vui chơi trúng thưởng ở đây. Và cái mệnh giá to nhất là 10.000. Thế cái này có dễ trúng đấy, em hỏi thật. Không, cái đấy em chưa biết được. À thế à? Nhưng bọn nó cũng hay chơi à? Không, trẻ con thì nó hay ăn kẹo đấy, chơi lấy tiền xong là mình thấy thích. Trò chơi là mua về thôi. À. Cái trò chơi rất là đáng yêu. Rồi, cảm ơn anh chị nhá, cảm ơn mọi người. Ôi, nhưng mà cái bạn này không biết bạn có thân thiện đâu. Mình... Đó. Chào chú nhá. Mình đi bán hàng à? Vừa nào có chương trình gì đó. À, cháu đi thăm thú bản làng thôi. Chú bán được nhiều chưa? Chưa, vừa mới đi vào đây sao? Vừa vào đây à? Nhà chú ở đâu ạ? À? Chú ở dưới xuôi cơ. Dưới xuôi à? Rồi. Chú có một cái... Cái loa này để cho nó hát mà. Để hát nhạc để mọi người chú ý đến mình là mình đang đi đến đúng không? Rồi, mở cho họ biết mà. Vâng, đây có một cái... Võng. Võng à? Rồi, mới gặp các hàng tạp vớ vẩn mà. Hàng tạp vớ vẩn. Đâu có vớ vẩn đâu. Đây là hàng lặt vặt. Có rất nhiều trang sức này. Đó. Chắc là bán cho cháu một cái cắt móng tay đi nhờ. Cái nhỏ nhỏ thôi, cái nào sắc ấy. Rồi. Cái bé đi. Đó, mua ủng hộ chú, vì chú từ dưới kia lên thì cũng nó rất là xa. Rất là vất vả đấy nhờ. Rồi, đi cái này chú ở dưới xuôi nên trên này làm ăn. Nói chung là dưới thì bây giờ tuổi như chú là cũng nó chung chung tuổi rồi, đi công ty công tiêu thì nó cũng luống tuổi nên là nó
không phù hợp. Dạ. Nên là thôi nhúc nhắc đi cái này, kiếm đồng 1, đồng 2. Vâng. Đỡ phụ thuộc, cuộc sống nó tự do. Vâng. Thế chú quê ở đâu? Chú xa lắm, chú ông cháu thử đoán xem ở đâu. Nếu mà Thái Bình, Nam Định thì đó. Chú Hưng Yên. Hưng Yên, đó, cái vùng đấy. Thôi tớ mua ủng hộ chú một cái cắt móng tay nhỏ nhỏ như này. Còn phía bên này thì bán đồ vệ sinh cá nhân, rồi lấy giấy tai, rồi bông tai này, rồi ngồi là nhíp, có cả lược này, thậm chí là có một vài cái con ốc, keo dán 502, đồ chơi ô tô. Bên này thì là một dây đồ chơi. Thế chú có gặp cái chú bán lòng không? Thỉnh thoảng có gặp. À, thỉnh thoảng là cũng có gặp nhau à? Có, đi cái này rong này thì đi bán này gặp nhau, thỉnh thoảng gặp nhau thường xuyên. Vâng, đấy, một cái xe bán hàng rong rất là đáng yêu. À, mấy ông sắt vụn hàng rong rồi những ông đi... Nói chung là nhiều thứ lắm, quần áo rồi đi bán này nhiều các ngành nghề lắm. Vâng, thì cũng nhờ các chú thì ở đây họ cũng mới mua được những cái đồ như này đúng không? Còn không mà... đi chợ, cái đường mà đi được chợ xuống dưới cũng rất là khó nhỉ. Bây giờ thì nói chung đường xá là nó cũng nâng cấp lên nhiều rồi. Nói chung là họ bây giờ phương tiện nó cũng sẵn rồi, nên là nói chung là đi cái này trước là cũng đông lắm, nhưng bây giờ nó cũng bỏ hết rồi. Bây giờ cơ bản là quán xá nó nhiều, mấy đường thông là thoáng, xe nó đi nó đổ tận nơi, là bây giờ cái tỷ lệ người đi bản này bây giờ cũng không nhiều luôn. Nhưng mà cái sứ mệnh của chú là phục vụ bà con rồi đấy, nên là chú sẽ vẫn đi như thế này. Nghề của chú rồi đúng không? Cháu gửi tiền đấy. Rồi, 10.000 thôi chú. Lang thang một lúc thì tôi đến được cái khu vực nhà văn hóa. Có vẻ như là cái nhà văn hóa này cũng đang trong cái tình trạng gọi là ít được sử dụng, và có phần một vài cái ô cửa kính đã bị vỡ rồi. Đó, bên trong này cũng rất là gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà điều đặc biệt hơn nữa thì tôi có gặp một cô bé người Mông. Không biết là cô ấy đi đâu. Cháu ơi! Cháu đi đâu ấy? Hả? Sao trưa nắng này lại cháu lại một mình ở đây này? Hả? Cháu đi đâu ấy? Cháu đi về. Nói được tiếng Kinh. Cháu đi về à? Từ từ, cháu học lớp mấy rồi? Không học. Không học à? Thế mà nói tiếng Kinh tốt thế. Này, đứng lại, không sợ. Từ từ, đứng lại. Chú không làm gì cả. Thế nhà cháu ở đâu? Cháu đi về. Cháu đi về á? Mù chế à? Ồ... Thế là lại xấu hổ mình rồi. Nói chung là cái số mình sao ấy, đi đâu cũng bị rất nhiều những cái cô gái mới lớn xấu hổ. Và đặc biệt là các cô gái người Mông ấy, họ thấy mình phát là chạy luôn. Nhiều lắm rồi, rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Không thể nào mà tiếp cận được luôn, mà gặp để có thể hỏi han hỏi thăm một chút ấy, rất là khó. Đây, trời nắng này, thanh niên này cũng lang thang đi một mình này. Và những cái này thì chắc chắn là những cái kho ngô rồi. Lúc đầu thì tôi cứ nhầm tưởng là những ngôi nhà. Đó thì phải đi, phải tìm hiểu thì mình mới biết được rằng là cái nào là nhà, cái nào là cái kho của bà con. Hầu như là cái bản này chỗ nào cũng thấy những cái kho ngô như này. Và hứa hẹn là một cái mùa rất là đụng bội thu, và sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho những cây ngô. Và cũng có một cái tin rất buồn mà anh Trống anh vừa thông báo cho tôi là vì tôi đi lâu quá nên gia đình ăn cơm xong hết rồi, giờ hết cơm rồi. Giờ thì mình còn 2 mét lòng, không biết phải làm thế nào. Mà bây giờ rất là im lìm, không có gia đình nào mở cửa cả. Người ta cũng nghỉ trưa mới đi làm hết rồi. Chắc là phải tìm một cái quán tạp hóa nhỏ nhỏ ở đây đi. Xong rồi để tự xử lý 2 cái mét lòng của mình vậy. Mình cũng rất muốn mang đến để góp chung với... gia đình anh Trống để có một cái bữa cơm nó ấm cúng hơn, và cũng tìm hiểu cái phong cách ẩm thực của người dân ở khu vực này. Nhưng mà rất tiếc là gia đình đã ăn cơm xong xuôi hết rồi và đã nghỉ ngơi chuẩn bị cho một cái công việc buổi chiều rồi. Hiện tại thì tôi vẫn đang ở khu vực trung tâm và không thấy có một cái hàng quán nào có thể là giúp mình có một ít những bát mì tôm chẳng hạn. Có vẻ như cái gia đình này thấy có một cái chiếc tủ lạnh, không biết là có phải họ bán quán không. Chị ơi, anh ơi, giống như bán quán. Em bảo em nhờ tí, em kiểu đi đường xa ấy, bây giờ không có gì ăn ấy, thì cho em ngồi nhờ em ăn bát mì tôm được không? Chị có nấu mì tôm không? Có, nhưng mà
Phải đun lại nước á? Thì đun giúp em với. Nhá. Thì có dao với cả có gì không em? Có một ít thức ăn nữa ấy, thì giúp em phát nhá, chị đang trông con à? Nên có dao này thì có đóng bánh mì. À không phải là rau mà là dao ấy, con dao ấy. Có, chắc là có. Ok, chắc là cái buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ ăn ăn nhẹ ở đây đi. Vì bây giờ cũng đói rồi mọi người ạ. Đi từ sáng rồi. Đây thì là khu bếp của bà chủ quán. Bà chủ quán năm nay là 23 tuổi à? Chồng đâu rồi? À, bỏ lại em một mình ở nhà với con nhỏ à? Thế em có nhớ chồng không? Bình thường. Bình thường á? Ôi giời ơi. Thế hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Có rồi. Lấy nhau lâu? 6 năm. 6 năm à? Vâng. Thế mà không nhớ chồng nhỉ? Mà cũng lấy nhau lâu rồi nhỉ? Thế tình cảm nó còn nguyên vẹn như trước không? Có anh ạ. Thế là Tết chồng mới trở về với gia đình à? Vâng ạ. Xong rồi mang rất nhiều tiền về cho em đúng không? Ít tiền thôi anh ạ. Ít, khoảng bao nhiêu triệu? 20-30 đấy thôi anh. À, khoảng 30 triệu. Là chồng đi làm ăn bao lâu rồi, mấy tháng rồi? Chồng em đi làm từ tháng 2 rồi. Tháng 2? Vâng. Đến Tết tính ra là 10 tháng. Mang về cho vợ 30 triệu. Thế một số tiền rất lớn ở cái khu vực này đấy mọi người. Còn đây là cái khu bếp của em ấy. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Gia. Gia à? Vâng. Em ngày xưa có đi học không? Có ạ. Học hết lớp mấy? Em học hết cấp 3. Ôi giời, học hết cấp 3 cả? Vâng. Học hết cấp 3 thì là không đi học tiếp. Về lái chồng anh ạ. Thế nhỏ nhắn xinh xắn này ngày xưa có nhiều chàng trai theo đuổi không? Không có anh ạ. Thật điêu. Trước chắc cũng nhiều anh theo đuổi hết hơi ấy nhỉ? Không, ít đó. Người ấy. Ít thôi à? Vâng. Thế chồng là người yêu thứ mấy? Chồng em là người yêu cuối cùng. Người yêu cuối cùng á? Vâng. Thế còn những người khác nữa thì có bao nhiêu người? Không đếm hết anh. Không đếm hết? Vâng. Ai dạ, cái cô này cũng gớm đấy. Không nhớ thôi. Ừ. Nhớ luôn đúng không? Vâng. Chúng ta là cũng có nhiều đúng không? Nhiều đấy. Ít người lắm. Ít mà không nhớ là ghê gớm rồi. Thế ngoài công việc kinh doanh bán những cái đồ tạp hóa này thì em còn làm gì nữa không? Em mới về bán bia thôi ạ. À, bán thêm bia à? Vâng. Còn công việc là đi nương thôi. Công việc chính cũng là đi nương à? Vâng. Ở đây thì mọi người cũng làm kinh tế tốt nhỉ? Vâng. Đa số là làm nương thôi. Đa số làm nương. Là em cũng biết đi bẻ ngô bẻ nghiếc nha. Công việc đấy dễ dàng thôi anh ạ. À, dễ. Làm từ nhỏ là lớn. Lớn rồi nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nhưng mà làm mệt thôi. Hơi mệt thôi nhỉ. Còn quen rồi. Anh làm cái khác. Vâng. Nói chung là hai vợ chồng trẻ, thì chồng đi làm ăn xa để lại vợ với con nhỏ ở nhà. Thế con thì bao nhiêu tuổi? Con em gần 6 tuổi rồi. 6 tuổi à? Gần đứa thứ hai gần 3 tuổi rồi. Thế cũng hai bạn nhỏ rồi. Đủ trai đủ gái không? Không, hai con gái thôi anh ạ. À, hai cô công chúa à? Vâng. Tuyệt vời quá rồi. Thế em có ý định là sau này con lớn ấy thì đi làm cùng chồng không? Có ạ. Thế à? Vâng. Cũng đợi nó lớn là mình cũng gửi lại cho ông bà đúng không? Vâng. Ở nhà khổ lắm anh ạ. Mấy đứa đi đâu đây? Ăn lòng không? Ăn cái này không? Ăn nhá. Rồi, chén luôn. Bụp. Rồi, thằng tiếp theo nào. Chén luôn. À, giỏi quá. Rồi. Rồi, giỏi quá. Nào, bạn kia nữa, bạn kia không ăn à? À, có chưa? Đủ hết chưa? À, đây là con gái của chủ quán thì bọn nó lại không thích ăn. À, bạn này không ăn. Rồi, các bạn ăn đi nhá. Chúc các bạn ngon miệng nha. Loáng một lúc thôi thì Vũ đã làm xong cái bữa trưa ngày hôm nay rồi. Hiện tại đang là 13:51 chiều. Bây giờ hai anh em cũng rất là đói rồi. Cái hành trình ngày hôm nay cũng khá là mất nhiều sức. Và đặc biệt là cái quãng đường di chuyển nó rất là khó khăn. Bây giờ thì
có lẽ là Trao xin phép được dừng video tại đây. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và theo dõi kênh YouTube Trao Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn trưa cùng Vũ và Trường nha. Xin chào. Xin chào.